Sao? Đi đó. Dạ lên sao? Quá dữ rồi kìa nào. Ồ cậu cho quấn lưới luôn đi. Ồ cậu quá hấp dẫn rồi. Cuối cùng còn 3 người thành công nha. Đó, bây giờ dứt đất xong nghe cả nhà, nó hoàn thành hết đó. Đầu đi vô nè. Sao mà ông bắt cá ông đẩy anh em nha. Anh em dứt đất xong nè. Cái giường ổng cả nhà ơi, quá rộng rồi, này 3 công đất lận. Con lưới này lưới mấy phân dữ rồi không sao? Lưới vào. Ồ lưới không lao rồi dính không trời. Nè lưới không lao cả nhà ơi. Đó, ông thấy dây qua bển rồi kìa. Hết rồi. Cái lỗ lưới này bự lắm nha cả nhà, lưới lưới bông lao nè. Ông bắt cá rồi, con cá nào chắc cá nấy chắc dữ lắm à. Chắc cá chuyện cầm tay. Kìa nó quận kìa. Cây sợi dây đó. Cái này đi trên bờ. Trên bờ đi mở nó cây bên đó. Bờ thấy cây qua đó mày nắm dây vậy à. Ông nắm dây xả à. Trên cái gốc cây dâu này này, dây này, dây này, dây này. Đó, bắt đầu chuẩn bị nghe cả nhà. Thảy sợi dây qua đây là kéo cái kéo lưới ra. Ô nó quợn nhóc chân kìa, mà nó dồn nó đẳng rồi. Kìa cá nột kìa. Quá khứ nột luôn rồi. Đầu xả lưới ra nghe cả nhà. Một người bên đây cầm dây, hai người bên kia xả lưới đó. Đó xả buồn xuống vậy rồi đi kéo hả? À đi tới cái dâu rồi nè, cái dâu trái nè, mạnh mạnh không nè, nói đánh mũi. Ngon hết sức ha. Cái dâu đó nhỏ xíu ha. Cái này đi lại đầu này bắt đầu mấy ảnh mới đuổi cá lại lần đẳng nha cả nhà. Có hai anh em đi lần này nè, đi kiếm dâu ăn rồi chút đuổi cá dài lại đằng chỗ mình nãy bỏ lưới đẳng á. Dâu chua ngon rồi. Bé mũi bé bé chứ. Ồ có bình bát luôn cả nhà. Ồ cả nhà biết cây này không nha. Đó cái này kêu cây mình bát nè, nó hết sức kìa. Bẹ bẹ đó thôi, cháy cháy luôn nữa mình ăn nhậu ngon lắm. Nhậu gì coi, ăn uống nước đá. Ừ đá. Ủa, cảm ơn. Đây cả nhà là cháy mình bát đó, chữ không kìa. Bắt đầu mấy ống đuổi cá đẳng rồi kìa. Quá khứ rồi. Ở Nga bắt đầu anh đuổi cá lại nè. Trong khi chờ đợi nha, thấy cá bự bự không biết sao đây. Nó phao luôn nè, phao nãy chặn đó. Hai ống lùa nè. Kìa đó đó, nó nằm dính phao hay gì đó. Nó lên tim rồi. Cá này khôn chứ. Sợ cá nhỏ nó lọt lưới, lưới mình bự mà. Xui rồi. Kìa nó qua đó kìa nhóc kìa. Không đâm lưới giật xuống sao dính được. Nãy không chằng lưới xuống mà. Sức quớt rồi cả nhà ơi. Rồi. Ồ, cái dâu mà ông bẻ rồi nè. Còn trái bự nè. Còn trái bự nè cả nhà. Đó trong đó trái nữa. Tiếp tục
đi kiếm trái cây. Nãy bẻ mình bát rồi. Cái điểm nãy không dính, giờ lại cái điểm này cả nhà ơi. Bây giờ lại cái điểm cây bình bát. Cả nhà thấy không? Bình bát này cháy ốc tỏi luôn. Đó, bẻ nữa đó. Ồ. Quá im. Giờ anh thấy lưới qua đường lại đường này rồi. Gạch đi, gạch cho nó cao cho nó. Quá cá bự không thấy lưới kỳ rồi, thấy bộ không im cả nhà ơi. Đó. Nó gọn dữ đó. Nó khôn rồi, mấy con cá này nó khôn rồi. Anh Mùi nãy đi nói qua cái chuối này là hạ lưới xuống vậy. Con cá này quá khôn. Đi trên bờ đi. Một cái ông múc cái bao vòng tròn này là cá nó ổng thả cá dưới đây nè cả nhà. Ông nuôi cũng lâu năm rồi. Này có khách có khứa ổng mới bắt à. Dạo này dạo thứ hai nha cả nhà. Ý là cá dưới ao mà bắt còn không xong nữa nè. Ông Sáu ông đại khách nè. Khách chán vậy khách chán khách về luôn rồi cả nhà ơi. Ảnh nhiệt tình lắm. Anh đem cái tay lưới ra mà anh gỡ từ sáng tới giờ là cái như là khách ngồi trên bờ đợi mà kìa, nhóm nó về hết rồi kìa. Con nóng cực khổ mới có ăn ngon. Ảnh thì anh tốt bụng lắm. Bụng bự cái mày em tốt vậy. Kìa khách đó hai ba người bển nữa mà đợi hoài kìa, không nổi đi lan. Bởi vậy anh thử ra tôi với anh Mùi tôi bẻ bình bát rồi ăn lai rai nè. Có bình bát, có chanh, có hạnh luôn, tá lả luôn. Này không dính nữa rồi khách về luôn chứ còn. Khách về luôn chứ. Đó bỏ lưới rồi đó, bây giờ mấy ông đi đuổi nữa nè. Lưới. Ở đây cho nó đụng lưới vậy đâu. Tôi vịn đây lưới ra cho. Đó xong. Lưới bữa rồi ông Sáu ông lại đó ông đuổi rồi cả nhà. Ông đuổi lại còn ok nó quọn nhóc chân kìa. Mà sao nó không đâm lưới? Mùi ơi. Đúng rồi. Kêu ông lội lại đó. Ông lại tuốt đẳng, ông đuổi tuốt đẳng luôn kìa. Ít à, ông thì hì lắm luôn kìa đó. À có lý rồi, bao có chuyến này hết chạy rồi. À dính rồi đó, dính phao rồi. Rồi tôi đứt lớn luôn hay gì. À nó lút phao cho rồi, đây nè dính này lút phao cho rồi cả nhà ơi, dữ lắm luôn rồi. Ủa không lẽ nó vuột ta. Đợi nó đâm nước lưới đó. Quả khứ rồi kìa. Có nãy hai con đâm lưới rồi. Quả dữ luôn rồi. Có cái đó. Lụm rồi.
ông ruộng qua đây luôn ông Sáu. Rồi anh thì con cá mới cái sạc wow, phạt con cá dính rồi mà nó vụt trời ơi, cá ít bự hay thiệt rồi, đuổi khách thiệt luôn rồi. Hello, xin chào cả nhà, hôm nay trở lại kênh của Đông Nguyễn ha. Hôm nay dứt đất xong rồi anh em chú cháu vô kéo cá mà nãy kéo hai dạo rồi nó không có được cái con nào trơn á. Thì bây giờ tiếp tục kéo nữa thì Đông Nguyễn xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn nha. Với coi ông Sáu con bắt cá ở đây coi dính được bao nhiêu. Cái thứ hai nữa lên miếng giường ống coi lục lạo rồi coi được có gì không nghe cả nhà. Thì xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn nha. Tiếp tục là đuổi nữa nè. Đuổi cái này nữa coi có không, nãy dính vô lưới rồi coi cả nhà ơi. Nãy dính vô lưới rồi mà khi dở lên cái con cá nó xúc ra. Cá bự lắm, cá vô đám cả nhà. Đó, giờ cũng làm con chuối ột bực qua rồi có dính không anh mọi? Rồi. Còn hết sức cá lồng tông dữ tự. Vuột rồi, bây giờ đổi chương trình giờ lên lần này nữa cả nhà ơi. Trời ơi. Cá nhà nuôi gà đó mà còn bắt không xong nữa nè, thấy không? Dằn không dính rồi kéo luôn rồi. Năm người khách mà kéo nãy giờ không dính con nào, hai người bỏ về rồi. Lưới đuổi khách cả nhà ơi. Khách bỏ về luôn rồi. Chờ đợi không nổi rồi. Ấp má nè. Ấp má rồi cả nhà. Ơ à, tông con cá. Ờ dính con cá gì. Ờ gõ kìa, dính cá bự rồi, ôm đi. Đó đó, dạ con cá bự lắm rồi. Ờ ơi kìa. Quá wow, rồi cả nhà ơi, cuối cùng. Cuối cùng cũng thành công nha. Ôm lại ông Sáu. Đi đó, đi đó. Dở lên Sáu. Quá dữ rồi cả nhà ơi. Ồ cậu cho quắn lưới luôn đi. Ồ cậu quá hấp dẫn rồi. Cuối cùng còn 3 người thành công nha. Coi chừng nha. Ờ kéo lên luôn rồi. Ồ, thành công rồi cả nhà ơi. Đây hết biết luôn à. Đâu anh cầm đưa lên em rồi, đưa lên coi phải dài đó, anh cầm hai ngành đó. Ủa, để nó gớt lại nữa. Ồ ồ dòng kè bỏ lại lưới luôn. Ồ quá khứ luôn, tặng cá hết biết con cá luôn. Nó dài, con cầm hai cái ngành đưa lên rồi. Nè coi nè, nó dài nè. Ừ ngô nó dài cả nhà ơi. Chưa đứng 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 đi. Đó quá khứ luôn. Rồi quá ok luôn. Hết biết cái trời. Cá này dám 5kg không ta? 5kg chứ. Cá 5kg á. Hư cái tờ lưới nữa, kiếm tờ lưới khác. Rỡ 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 nó đi. Hết trong đi. Xếp lại đây nè, xếp lại đây nè. Nó nhảy xuống sông luôn. Ngay này kiếm cuộc cũng vô cuộc cũng thành công nha. Dẫn quá cả hết biết ngú kìa. Được cái rụng ngựa đây để đi uổng lắm. Ừ. Này 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 mày nắm đuôi đi. Ngô nó dãy một. Nãy con cá cái bự kia nó nhảy ra nữa đó, con một bắt được con một cả nhà ơi. Đủ rồi đãi khách rồi. Ừ. Ôi sạch ra. Ừ. Để đây bạn đây chứ đâu xích đâu. Ừ. Quá trời đã luôn mùi ơi. Rồi. Năm bảy ký. 5-7kg luôn. Hay có cái cần để thử ha. Rồi kiếm cái cần anh mồi. Mình cần thử con cá này nghe cả nhà. Đó ông Sáu ông đãi khách gì không đó. Rồi đãi lên cho anh mồi. Cá này bự rồi nha. Giờ ông Sáu đón cá này nhiêu nè, kêu ký nào Phan. Nhiều ký mùi nó nhiều ký 5kg hả, tôi nói con cá này 6kg để thử tài đón nghe cả nhà.
Dữ hả? Còn á, còn á. Hả? 4 cái máy hả? Đâu, anh để nằm ngang coi. Để nó nằm xuống, ừ, nằm cái mình đó, ừ. Thử coi. Rồi rồi, im đó anh Mùi ơi. Trời ơi, gần 5 kg rồi. Gần 5 kg nha cả nhà. Ồ, sao đẩy dữ, nhìn mồi mùi đó hay ha. Rồi. Ừ. Viên cá này là còn 2 chấm nữa là 5 kg. Không có cá được, bây giờ đi kiếm trái cây. Nãy bẻ được 4 trái anh bác nè cả nhà. Đây trái là 5 trái bỏ túi nè. Đó. Mấy trái này chắc cả nhà biết mà. Hồi xưa là nó mọc chứ lắm nha, bây giờ hiếm lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình đi qua đây mình khám phá cái vườn ổng liêu riêu coi, đi bẻ rau đồ. Để mình mặn cá là mình dùng. Đây bẻ con muống nè, đọt con muống đây nè. Cuốc con muống này quá. Nó, nè muống ngon gì nè cả nhà. Không, à, đây cũng dễ dễ kiếm rau lắm. Nó còn anh Mùi anh xuống dưới cái ao nè. Anh bẻ kìa con muống ngon hết sức luôn kìa. Vừa không bẻ vừa mới vừa lên anh Mùi. Anh bẻ con muống. Rau dừa này hơi ấy ha. Nè, gom lại luôn đi. Đây còn ngon không? Quá êm luôn. Ừ. Ba cái tay tượng bển nữa hay gì kìa. Chỗ đây thì vườn chanh, chanh với cây dâu. Ông chồng chanh với dâu không ở nhà với chuối. Đó. Lâu lâu chen vô cây mình bác. Chuối này chuối giật cui mà buồn này nhỏ quá. À, có buồn nó muốn mới chỗ gà nữa. Cái dâu này thì chưa có trái, giờ mình qua cây dâu bên kia kìa, bên kia nó có trái để mình thấy mình bển có trái, mình qua thử coi cả nhà ơi. Bắt qua cây cầu tre, cây cầu nhỏ xíu nè, bắt qua cái mương. Bây giờ lý quá này thử coi, ỉ hồng đầy nữa. Ê, nguy hiểm quá. Ê, dạ, nó thầm luôn rồi. Rồi gãy luôn cả nhà ơi. Dạ đúng luôn, ướt quần luôn. Qua vườn đây. Đây. Đây nghe cả nhà. Đây tới cây dâu này là trái nhiều nhất. Đây. Đó. Nhưng mà cái trái nhỏ này nè, trái nhỏ này thì chưa có ruột đâu. Trái cái bà lớn nè, trái bự như này mới có ruột. Đó. Hết sức trái luôn cả nhà, cây bớ mà lớn mà trái nhóc hết trơn. Giờ mình bẻ vài trái thử coi. Luôn mấy trái bự bự nè. Đó. Luôn mấy trái bự bự đi. Luôn mấy trái à. Rồi. Mấy trái này vài bữa nó mới lớn cả nhà ơi. Đi tiếp tục coi. Nè, ổng cũng múc vòng tròn cái hầm về ổng thả cá nha cả nhà. Hạnh. Trồng hạnh với dâu, chuối, chanh. Đi tới đây rồi bây giờ cái cầu không có mà cái tre này mình đi qua coi được không nữa nè. Bước qua thử coi. Cạn không đây? Được, được, được. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Rồi. Quà tính mấy trái dầu mà ít quá. Cái vườn của ổng thì cứ cỡ như một tầm là ổng múc một đường vậy nè cả nhà, vậy đó là vòng tròn xung quanh hết rồi mới ổng thả cá xuống dưới đó. Trên thì trồng dừa với hạnh chanh cũng có, với dâu chuối, cái là cái mô hình cũng sáu vậy đó nha cả nhà. Con này ổi, ổi này còn non quá.
Ủa, ngon quá cả nhà ơi, không em. Bé ra xài coi. Ủa, thuốc cho nói nha. Nó già không đây. Ủa, con... Cái này chắc chua dữ lắm ạ. Ngủ không. Ăn xài phải lựa xài non non vậy mới ngon. Cá tháng tư không cả nhà, gà cấp một lao. Lương một con có chừng. Còn đây. Câu động nãy anh em bẻ nè, đó. Nhãn lồng nè, tay tượng nè, con muốn nè, một chút mình nhúng mắm, nhúng giấm nha cả nhà. Đó, ngon ấn không. Ở quê có vườn tược thì thả cá trên nuôi gà với trồng cây riêu riêu đó. Đó ông Sáu ông có cũng ông có nuôi con gà trống hiệu nữa không? Ghê không? Gầu vườn thấy ngon quá nha. Đây nha, đọt nhãn lồng nè, tay tượng nè, thấy không? Con muốn nó hèo luôn, ngon quá ngon. Đào giặt cá nè cả nhà. Tiểu Lý Phi Đào à. Đây là tự là Sáu à. Anh Sáu đẹp trai à. Này thành cá ông lao rồi. Yếu gì trời. Mảnh. Tướng gì mà yếu hả? Yếu quá. Dân chặt cá chuyên nghiệp à. Khách thì về hết rồi mới dính con cá này cả nhà. Sáu vị không đó. Bao nhiêu năm rồi ông Sáu? Không, đó, không biết gì non nổi. Không biết tính năm nổi luôn hả? Ủa, tính năm nổi vậy. Ngày cá này cá sạch cả nhà, cũng cho ăn cơm. Cá ăn cơm mà mập gì đó. Nước này không chạy vô ra hả? Chạy ra sao thả khoai xả ngò đó. Ồ, hết sức thịt luôn kìa. Sạch mà không được. Vẽ một cái luôn kìa. Ồ, quá thứ rồi. Cá này dữ lắm dài luôn. Cởi miếng bự đi. Dễ đi. Wow. Ngồi cái bộ đồ lòng giữa này là đủ 6 lụm rồi. Ông nhờ ăn mấy cái mỡ gì đó mà ông mới thành ú nu hiền mũi đó. Bự con gì đây hả? Ừ. Cái này ra đi quên. Cái này lấy không? Mỡ hả? Cái này lấy không hả Dục? Dục đi. Cái đó là cái gì trời? Bông bóng. Bông bóng ăn được mà. Anh không liếc cái dao đó trời. Chưa cái... khách lại là gai thôi cả nhà. Đó, thấy chưa? Hả? Ừ, hai ba bếp rồi, bỏ cái bếp nào có bếp xài được bếp không nha. Cá gì đâu mặn đâu, gần nửa tiếng hồ mà chưa xong cá nữa cả nhà. Nên là đồ đỏ nè. Nó có trứng mà sao nó không đẻ? Lý do sao? Cá này cái gà nó ép nó đẻ, nước chảy nó mới đẻ. Vậy hả? Còn này có trứng mà nó không đẻ ha. Có cá trà có trứng mà nó không đẻ nó ngộ. Dân này dân thái cá cũng chuyên nghiệp đó mà vậy đó. Còn con nào nữa không? Ừ. Sàn luôn á. Phối hợp cái này phải phối hợp. Ướp nữa cả nhà. Trước tiên mình hành, củ hành với lá hành đó. Rồi cho miếng gì đây? Bột ngọt hả? Đường đây. Cho miếng bột ngọt đường đi. Nó muối hả? Muối. Con muốn muối vừa vừa thôi. Ừ. Rồi. Vừa không Sáu ơi. Rồi. Muối vừa đường trời. Muối. Đường đây nè. Nó bột ngọt. Ồ, bột ngọt. Cái này ướp gia vị nghe cả nhà. Cái gì chứ ăn cũng mình cũng phải ngon ghê không? Miếng nữa đi. Gì chứ ít. Ừ, muỗng nó đi. Ừ, vậy đó. Màu nó nhỉ ở đâu. Đó, rau không? Đầu mà cả nhà dùng nha. Đó. Có ớt không?
mồi chín không ai nhậu hết trơn, dứt mình lên luôn. Mời cả nhà dùng nha. Đâu gấp miếng dứt coi. Ừ, đò, chữ đợn rồi. Đò mở à, cầm nguyên cục chơi mới dữ. Đến là vụt, mẩy. Con sáu là ăn cho thấy thèm nữa vậy. Đó, rau rồi ha. Bao nhà. Ừ, cái đó đó, mình nói đi. Vừa đũa như thế. Dùng ơi, dùng ơi. Dùng cái. À, mời cả nhà dùng nha. Rồi. Cho anh em mà cũng vậy đó. Đồng quê là chân thật vậy đó. Quá im, quá ok luôn cả nhà. Không có phụ gia cúng trên chuột trên trước. Không có nói gì nữa, gấp kia. Không nổi luôn. Vô. Mời cả nhà ăn nha. Dùng thành quả mình đặt hái nay sớm giờ bắt vuột tới vuột lui bây giờ. Gao rồi nó, nhiều nó ăn thấy thèm luôn. Vô. Dứt. Vô. Quá êm. Cùng cả nhà ơi. Dứt. Chứ anh em thì mặn cực khổ vậy chứ cũng vui nghe cả nhà. Vậy, xúm xích với nhau mặn có ăn gì đó cả nhà. Rồi, thì quy giáo của Đông Nguyễn đến đây thì cũng xin tạm dừng nha. Đông Nguyễn xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe nha. Cũng rất mong cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Đông Nguyễn nha. Đông Nguyễn xin chào cả nhà.